Hello everyone. Today's topic is talking about difference between three words in English: trip, journey and travel. Xin chào các bạn. Chủ đề hôm nay là mình muốn nói về cái sự khác nhau và cách sử dụng của ba từ trip, journey và travel. Thì nhìn chung ba từ này nó đều có nghĩa tương đồng là mô tả về chuyến đi. Vậy thì trước khi mình đi vào cách phân biệt và sử dụng thì mình đi vào cái phần định nghĩa trước cho các bạn nắm trước. Mình đi vào thể loại danh từ của ba từ này. Ở phần định nghĩa này thì mình chỉ nói theo cái từ điển họ diễn giải thôi. Còn sau cái phần định nghĩa này thì mình sẽ diễn giải sâu hơn cho các bạn nắm rõ để biết cách phân biệt và sử dụng. Ở danh từ thì từ thứ nhất là từ trip. Như từ điển họ định nghĩa như sau: trip, a journey in which you go somewhere, usually for a short time, and come back again, or the act of traveling from one place to another. Trong định nghĩa của từ trip, họ có dùng từ journey thì đủ để chúng ta thấy sự tương đồng về ngữ nghĩa của các từ này. Nó tương đồng lẫn nhau. Từ trip là gì? Trip là một chuyến đi, một hành trình. Bạn đi tới một nơi nào đó. Thông thường thì từ trip này dùng để mô tả một chuyến đi ngắn, short time, là trong một thời gian ngắn, và quay trở về, đi tới và quay về. Hoặc là nó mô tả một cái sự di chuyển, một hành động di chuyển từ nơi này tới nơi khác. Ở đây chúng ta lưu ý là họ dùng từ usually là thông thường, miêu tả một chuyến đi ngắn và quay về. Nhưng mà chuyến đi đó nếu như không phải là một chuyến đi ngắn và không có hẹn trước thời điểm quay về thì mình vẫn dùng trip được, bởi vì họ có đề cập là the act of traveling from one place to another, tức nghĩa là dùng trip để mô tả một cái chuyến đi từ nơi này tới nơi khác, chứ không nhất thiết là mô tả chuyến đi ngắn và quay về. Ok, thì ta có cái từ đồng nghĩa gần nhất với từ trip là từ journey. Họ diễn giải như vậy. Journey là từ đồng nghĩa gần nhất với từ trip. Sang từ thứ hai là từ journey. Trong từ điển họ định nghĩa như sau: journey, the act of traveling from one place to another, especially in vehicle. Cũng như trên thì journey là một hành động di chuyển từ nơi này sang nơi khác, nhưng có điểm đặc biệt là thường chúng ta đi trên những cái phương tiện di chuyển, ví dụ như tàu, bè, xe hơi, mô tô. Vehicle là phương tiện di chuyển. Và journey trong tiếng Anh của người Mỹ họ nói như sau: journey, a trip, especially over a long period or a great distance. Tiếng Anh họ của người Mỹ họ đề cập journey vẫn là trip. Là ta thấy sự tương đồng giữa hai từ này có thể thay thế cho nhau được đó. A trip, especially over a long period or a great distance, tức nghĩa là chuyến đi đó cũng là trip, nhưng mà chuyến đi đó ở một khoảng thời gian dài hơn và khoảng cách xa hơn. Các bạn lưu ý, như hồi nãy mình có nói trên thì trip cũng có thể mô tả không chỉ là chuyến đi ngắn mà có thể mô tả được chuyến đi dài. Từ tương đồng ngữ nghĩa với từ journey gần nhất vẫn là chính nó là journey. Sang từ thứ ba là từ travel. Từ điển họ định nghĩa như sau: travel, the activity of traveling, tức nghĩa là hành động di chuyển. Ở đây họ chú trọng về cái hành động di chuyển thôi, chứ không giải thích gì thêm, chỉ là di chuyển, đi, di chuyển. Và từ tương đồng ngữ nghĩa với nó,
từ đồng nghĩa với nó, từ gần nhất với nó là vẫn là từ journey. Thì qua thể loại danh từ của ba từ này, mình có thể thấy là ba từ này ngữ nghĩa nó rất là giống nhau, có thể thay thế cho nhau được. Sang phần tiếp theo, mình sang thể loại động từ. Thứ nhất là từ trip. Ở thể loại động từ thì trong từ điển trip, ở thể loại động từ nó còn mang một nghĩa, những nghĩa khác so với là chuyến đi, thì mình không đề cập tới ở đây. Nhưng mà với ngữ nghĩa động từ của trip là chuyến đi, thì nó định nghĩa là go on a short journey, tức nghĩa là đi một chuyến đi ngắn, một hành trình ngắn. Từ tương đồng với nó là từ travel, tức nghĩa là từ đồng nghĩa gần nhất với nó là từ travel, ở thể loại động từ của từ trip. Từ thứ hai là từ journey, ở thể loại động từ họ định nghĩa là to travel somewhere, tức nghĩa là di chuyển tới một nơi nào đó, đi tới một nơi nào đó. Từ đồng nghĩa gần nhất là từ travel. Thể loại động từ của từ travel họ định nghĩa như sau: make a journey typically some length, move typically in a constant or predictable way. Tức nghĩa là sao? Travel ở thể loại động từ là thực hiện một cuộc hành trình, thực hiện một cuộc hành trình, đặc biệt là ở một khoảng cách nào đó, hoặc là di chuyển, move là di chuyển, hoặc là di chuyển ở một cái cung đường, hoặc là một cái con đường mà mình biết trước được khoảng cách chẳng hạn, biết trước được cái quỹ đạo chẳng hạn, tức nghĩa là con đường mình đã biết trước, di chuyển trên những con đường mình có thể biết trước hoặc là mặc định, biết trước được. Constant là mặc định, còn predictable là có thể biết trước. Ok, thì từ tương đồng về ngữ nghĩa với từ travel ở thể loại động từ này là từ journey và từ move. Ok, mình vừa lướt qua cái phần định nghĩa theo đúng từ điển mà định nghĩa của ba từ này. Thì đó là định nghĩa chung chung cho mình biết được ngữ nghĩa của ba từ. Vậy thì cách sử dụng của ba từ này như thế nào? Thì mình đi vào cái phần phân biệt và cách sử dụng như thế nào. Tới phần này thì mình sẽ diễn giải sâu hơn cho các bạn nắm rõ từng từ một và nó như thế nào, cách sử dụng ra làm sao. Ok, đầu tiên mình đi tới từ trip. Vậy trip theo nghĩa tiếng Việt là gì và mình sử dụng ra sao? Khi người nói trip, tức nghĩa là muốn truyền tải một cái thông điệp ngắn gọn. Các bạn chú ý những cái từ mình in đậm đỏ và gạch dưới. Bạn chú ý những từ gạch dưới. Tức nghĩa là khi nói thì mình truyền tải những thông điệp ngắn gọn đến người nghe. Đơn giản đó là chuyến đi thôi. Trip là chuyến đi. Muốn người nghe hiểu đơn giản đó là chuyến đi. Chuyến đi đó đến nơi nào theo đúng nghĩa đen của từ trip thôi. Không diễn giải gì thêm, không hiểu thêm. Đó đơn giản chỉ là chuyến đi. Và để người nghe biết được tóm tắt chuyến đi đó, thời gian như thế nào, địa điểm ra làm sao, địa điểm đến đó, mục đích chuyến đi như thế nào và kết quả là gì, vân 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 vân. Các bạn hiểu ngắn gọn và tóm tắt thôi, đó là chuyến đi. Mà không có ý đề cập tới quá trình di chuyển, không có ý đề cập tới quá trình di chuyển nha bạn. Không có ý đề cập tới quá trình di chuyển, đi như thế nào hay là phương tiện gì ra làm sao, không có ý đề cập tới quá trình đó. Mà tóm tắt chỉ đơn giản, người nghe hiểu được. Tóm tắt đó là chuyến đi. Ok, khi nói về trip thì người nghe hiểu đó là chuyến đi và sẽ đến. Kết quả là gì, đến ra làm sao, mà không đề cập tới quá trình. Ok, thường thì trip này nó đi với cụm từ go on và take a trip, tức nghĩa là thực hiện một chuyến đi, làm một chuyến đi. Thường thường trong tiếng Việt mình nói là làm một chuyến đi Đà Lạt chẳng hạn. Ok, thì take a trip. Ở đây ta có một số ví dụ để minh họa chi tiết cụ thể về từ trip. Giả sử như từ day trip, tức nghĩa là mình muốn nói về chuyến đi trong ngày. Khi nói là người nghe hiểu được, đó đơn giản chỉ là chuyến đi trong ngày,
đi và về trong ngày. Thì ở đây người ta như định nghĩa ở trên là truyền đạt tới người nghe chuyến đi đó về thời gian ra làm sao, thì đây là đề cập tới thời gian day trip, chuyến đi trong ngày. Còn ví dụ thứ hai đó là business trip, thì người nghe hiểu được đây là chuyến đi công tác, chuyến đi công vụ. Thì muốn truyền đạt tới người nghe hiểu đơn giản đó là chuyến đi vì mục đích gì, mục đích gì đó là mục đích đi công tác, đơn giản vậy thôi, business trip. Ví dụ thứ ba, around trip ticket, thì ở đây là dịch là cái vé máy bay khứ hồi. Thì người nghe hiểu được đó là cái vé, cái chuyến đi hướng đi ra làm sao, hướng đi của mình là gì, round trip là đi vòng, hay cứ nó gọi là đi khứ hồi, tức là đi rồi về trong cùng một mục đích, đó là đề cập tới hướng đi của chuyến đi, đơn giản vậy thôi, không đề cập tới quá trình đi ra làm sao như thế nào. Ok, đó là định nghĩa về trip. Hay là chẳng hạn mình hỏi một người bạn mình là chuyến đi của bạn như thế nào, how was your trip. Ok, còn ví dụ tiếp theo đó là a trip to America, ở đây truyền tải thông điệp tới người nghe hiểu được đó là chuyến đi tới đâu, đích đến là gì, đơn giản là chuyến đi tới châu Mỹ thế thôi, không đề cập tới quá trình như thế nào, không có ý đó, chỉ có ý đề cập đơn giản đó là chuyến đi tới châu Mỹ. Ok, mình có một ví dụ tiếp theo cho các bạn hiểu sâu hơn. I'd like go somewhere. I'd like to go somewhere. We are going to take a trip to Da Lạt next week. Tức nghĩa là tôi muốn đi một đầu đi đi đâu đó để xả stress chẳng hạn. Và chúng tôi sẽ quyết định là làm một chuyến đi ở Đà, tới Đà Lạt vào tuần sau. Thì người nghe hiểu được là tuần sau mình sẽ đi Đà Lạt thôi, đơn giản vậy thôi. Chứ còn cái chuyện mà mình đi như thế nào, quá trình như thế nào mình không có ý đề cập tới. Mình chỉ có muốn người nghe biết được là chuyến sau mình có một chuyến đi Đà Lạt, đơn giản là chuyến đi, ngắn gọn. Ok, đó là phần trip. Mình sang phần tiếp theo là từ journey. Thì journey là gì? Journey là hành trình, là chuyến đi, là chặng đường, hay nói cách khác là một chuyến phiêu lưu. Từ đây từ journey ngay bản thân của nó là nó có ý đề cập tới một quá trình chứ không riêng là cái ý đơn giản là chuyến đi đâu. Thì từ journey nó làm cho người nghe hình dung, tăng thêm cái tính hình tượng, tính diễn đạt của một chuyến đi. Khi nói tới journey là nói tới chi tiết, nó có tính diễn đạt phong phú hơn và có ý nhấn mạnh chứ không mô tả đơn giản như trip. Các bạn chú ý những cái từ mình bôi đỏ, nhấn mạnh là mình muốn các bạn chú ý, tức nghĩa là nó nói chi tiết hơn, diễn đạt phong phú hơn, và ở đây nó có ý nhấn mạnh, các bạn nên nhớ nhấn mạnh chứ không mô tả đơn giản như từ trip. Trip là mô tả đơn giản, đó là chuyến đi thôi, còn journey nó có ý nhấn mạnh hơn, nó nói về quá trình như thế nào, chi tiết hơn, diễn đạt phong phú hơn từ trip. Khi nói tới journey thì người nói có ý bao hàm cả một hành trình, cái quá trình đi như thế nào, chứ không chỉ nhắc riêng tới hành động di chuyển đâu. Không, các bạn lưu ý, không nhắc riêng tới hành động di chuyển nha, mà đó bao hàm cả một hành trình, làm cho người nghe hình dung được việc đi lại và cả những cách thức, những trải nghiệm như thế nào trong quá trình di chuyển đó. Các bạn lưu ý nha. Có thể là ngụ ý đề cập tới tính liên tục của quãng đường, mất bao lâu, quãng đường xa gần như thế nào, và trong quá trình đi đó họ có thể là khó khăn hay thuận lợi như thế nào để đến được đích. Đó, các bạn lưu ý journey nó bao hàm cả một quá trình. Mình có ví dụ để đề cập như sau: journey to Wonderland. Vì sao ở đây mình dùng từ journey to Wonderland mà không dùng từ trip to Wonderland? Giả sử như mình dùng từ trip to Wonderland thì người nghe chỉ hiểu đó là đi xuất phát tới vùng đất thần tiên, đi và đến vùng đất thần tiên, đơn giản đó là chuyến đi, không gì khác hết. Còn
khi mà nói Journey to Wonderland, tức nghĩa ở đây mình có ý truyền đạt thông điệp tới nghe rằng đó là một cả một quá trình đi của người đi. Thì trong quá trình đó, người đi sẽ đi như thế nào? Mình đề cập tới tính liên tục đi như thế nào? Người nghe có thể hình dung mường tượng được có thuận lợi hay không, và trong quá trình đi đó làm những gì, gặp những ai chẳng hạn. Ok. Và có những trải nghiệm như thế nào, thú vị hay không, sợ hãi hay không, hay là vui hay không, buồn hay không, làm những gì, những gì kèm theo, vân 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 vân. Đó là cả một quá trình. Nên mình muốn dùng từ Journey to Wonderland, đó là một cuộc phiêu lưu. Ngay cái từ phiêu lưu đã nói lên cho chúng ta biết là ngụ ý là đó là một quá trình, chứ không phải là một thông điệp tóm tắt. Một quá trình phiêu lưu. Phiêu lưu tức nghĩa vừa đi, vừa có những việc làm kèm theo, gặp gỡ những ai và có sự khám phá, trải nghiệm như thế nào. Đó là cuộc phiêu lưu. Nên ở đây mình dùng chữ journey nhằm nhấn mạnh cái chuyến đi tới vùng đất Wonderland nó sẽ thú vị như thế nào, trải nghiệm ra làm sao. Đó là cả một quá trình, bao hàm cả một quá trình, nên mình dùng từ journey. Đó là một cuộc phiêu lưu. Đó. Hoặc là mình dùng từ có ví dụ như sau: The journey from Ho Chi Minh City to Hanoi takes about 1 hour by plane. Ở đây là sao? Cái hành trình từ thành phố Hồ Chí Minh đi Hà Nội mất khoảng 1 giờ bay. Thì ở đây mình có thể sử dụng từ trip. The trip from Ho Chi Minh City to Hanoi takes about 1 hour plane. Nhưng mà mình không sử dụng từ trip. Ở đây mình muốn người nghe hình dung ra được cái chặng đường nó dài, nó xuyên suốt như thế nào. Có ý nhấn mạnh, các bạn lưu ý có ý nhấn mạnh thì mình dùng từ journey. Còn mình vẫn dùng từ trip được, nhưng mà ở đây mình có ý nhấn mạnh thì mình dùng từ journey, cho người nghe hiểu được cái tính liên tục của quãng đường dài, nó kéo dài 1 giờ bay. Ok. Nếu như dùng nhấn mạnh thì mình dùng từ journey. Nếu muốn nói tới quá trình đi như thế nào, gặp những ai, làm những gì trong suốt quá trình đi, có trải nghiệm như thế nào, thì mình dùng journey. Ok. Sang phần thứ ba là từ travel. Travel có thể hiểu đó là cuộc hành trình, đó là sự di chuyển hoặc là sự vượt qua. Nếu mình dùng từ du hành, mình có thể dùng từ travel. Lữ hành cũng là travel, hoặc là mình đi du ngoạn cũng dùng từ travel. Các bạn lưu ý, các bạn lưu ý những cái từ mà mình gạch đít bôi đỏ nha. Thì travel mục đích chính là nói về hành động đi nha các bạn. Nói chính của nó, mục đích chính của nó là mô tả hành động đi, sự di chuyển, với ý nhấn mạnh vào tính di chuyển liên tục xuyên suốt của quãng đường. Với mục đích gì, đi tới đâu, hoặc là tính chất của chuyến đi, nhanh chậm như thế nào, đường thẳng hay là đường vòng vèo, hay là đường lặp đi lặp lại. Ở đây chú trọng vào việc đi, hành động đi và sự di chuyển. Ok. Thì travel cũng có dùng cho mô tả sự di chuyển của một vật nào đó. Chẳng hạn như một bộ phận của máy móc nó di chuyển ra làm sao mà dùng từ travel được. Ok. Mình có ví dụ: He traveled the world, and everywhere he journeyed, he offered help and kindness. Thì ở đây ví dụ này nó có hai từ, kết hợp hai từ luôn, traveled và journeyed. Ở vế đầu, vì sao mình dùng từ travel? He traveled the world. Ở đây mình ý nhấn mạnh là anh ta di chuyển, anh ta đi, anh ta du hành, anh ta du ngoạn, anh ta đi vòng quanh thế giới. Nhấn mạnh vào cái ý đi thôi, không có ý gì khác. Đi như thế nào? Đi vòng quanh thế giới. Travel the world, đi vòng quanh thế giới, chỉ là đi. Ở đây mình nói tới từ đi, nhấn mạnh vào sự việc đi. Đi như thế nào? Đi vòng quanh thế giới. Ok. Và vế thứ hai, and everywhere he journeyed. Vì sao mình dùng từ journey ở vế thứ hai? Bởi vì mình nói ở đây là mình có ý nhấn mạnh anh ta, trong cái quá trình anh ta đi, anh ta làm những gì, anh ta có trải nghiệm gì, và
gặp những ai thì mình dùng từ journey. Như hồi nãy mình giải thích, journey nhấn mạnh tới quá trình. Cái quá trình đó không chỉ là việc đi không, mà là có sự trải nghiệm như thế nào nữa, thì mình dùng từ journey. Cho nên vế sau là everywhere he journey. Ok, thì cái mệnh đề cuối của câu này nó sẽ bổ sung sang từ journey. Anh ta đi hành trình như thế nào đó, những nơi anh ta đã đi qua, everywhere he journey, thì anh ta làm như thế nào. Kèm theo cái quá trình đi đó là anh ta giúp đỡ và thể hiện lòng tốt, offered help and kindness. Đó các bạn, ở đây ở ví dụ này thì mình có thể phân biệt được cách sử dụng từ travel và từ journey. Travel, anh ta đi đi đâu, nhắm vào cái việc đi, đi vòng quanh thế giới. Và những nơi anh ta đi qua, những nơi anh ta trải nghiệm qua thì mình dùng từ journey. Thì cái quá trình anh ta đi trải nghiệm qua, anh ta làm gì? Anh ta giúp đỡ và thể hiện lòng tốt thì mình dùng từ journey. Ok, ví dụ này nói lên tất cả nha các bạn. Khi nào dùng travel, khi nào dùng journey. Ở ví dụ thứ hai, I've met some pretty interesting people in my travels. Ở ví dụ này là tôi đã gặp những người rất là tốt bụng, thú vị trong những chuyến đi của tôi. Thì ở đây ví dụ này mình có thể dùng từ travels thay bằng từ trips. Vì sao? Vì ở cái ví dụ này hai cái từ như mình đã biết, travel và trip, đều nói về chuyến đi. Thì ở đây mình không cần nhấn mạnh là cái hành động đi. Mình không cần nhấn mạnh quá trình đi như thế nào. Nên mình dùng từ travel hoặc mình dùng từ trip. Ý nhấn mạnh ở đây là mình gặp gỡ những người thú vị. Cái câu này muốn nhấn mạnh là mình gặp gỡ những người thú vị, chứ mình không nhấn mạnh cái chuyến đi của mình. Nên ở đây travel cũng là chuyến đi, trip cũng là chuyến đi, nên mình có thể thay thế hai từ này với nhau. Các bạn lưu ý, nếu như cái câu mình nói ra mình muốn nhấn mạnh về chuyến đi thì mình có thể lựa chọn từ trip hay là từ travel hay là từ journey. Nếu nhấn mạnh quá trình đi như thế nào, dùng journey. Nếu nhấn mạnh sự di chuyển như thế nào, dùng travel. Còn nói về chuyến đi đơn giản, mình dùng từ trip. Còn ở câu này, ý nhấn mạnh không phải là chuyến đi, nên mình sử dụng từ trips hay là từ travel đều được. Ở ví dụ thứ ba, mình sẽ có sự phân biệt giữa từ travel và từ journey. He traveled long journeys to pay his respects and sympathies with the family. Dịch là như sau. Anh ta đã đi những chặng đường dài để mà thể hiện lòng tôn kính đối với gia đình, lòng biết ơn đối với gia đình. Thì ở đây ta có hai từ traveled và từ journeys. Ở cái từ travel là mình muốn nhấn mạnh là anh ta đi, muốn nhấn mạnh cái việc di chuyển thôi. Và anh ta đi như thế nào? Anh ta đi những chặng đường dài. Mình muốn nhấn mạnh cái chặng đường nó như thế nào, cái khoảng cách như thế nào, muốn nhấn mạnh cái quá trình, muốn nhấn mạnh cái chặng đường nó như thế nào, chặng đường dài. Mình muốn nghe hiểu được cái sự vất vả của anh ta chẳng hạn. Anh ta đi chặng đường dài lắm, thì mình dùng từ journeys. Chặng đường dài lắm, dài, nên mình dùng từ journey. He traveled, anh ta đi long journeys, chặng đường dài, rất là dài, thì mình dùng từ journey để thể hiện cái sự nỗ lực của anh ta chẳng hạn. Ok, to pay his respect and sympathies with the family. Để anh ta đã vượt qua những chặng đường dài lắm để thể hiện cái lòng tôn kính và biết ơn đối với gia đình. Đó là ý nhấn mạnh. Ok, ở đây trong ví dụ này mình sử dụng hai từ khác nhau nha các bạn. Một từ travel nhấn mạnh việc đi thôi. Từ thứ hai nhấn mạnh cái quá trình đi, cái quãng đường đi rất là dài, làm người nghe biết được cái sự nỗ lực của anh ta đã vượt ra một cái quãng đường dài. Ok, và travel thì nó có thể miêu tả sự di chuyển của một vật như hồi nãy mình nói, hoặc là sự vật, sự việc. The light travels faster than sound. Thì ở đây là ánh sáng di chuyển nhanh hơn là âm thanh. Đó, như mình đã nói như lúc nãy, travel
chú trọng tới việc di chuyển, travels, di chuyển nhanh hơn âm thanh. Nếu muốn nhấn mạnh vào ý nghĩa di chuyển, mình dùng travels. Ok. Thì trên đây mình đã trình bày chi tiết cái cách sử dụng của ba từ và phân biệt ba từ như thế nào. Và ở đây tiếp theo mình sẽ đưa ra một vài cái ví dụ để các bạn trắc nghiệm, để ôn lại những gì mình nói lúc nãy. Ví dụ thứ nhất, his way on a business. Thì trong cái khoảng trắng đó mình điền từ gì? Ba từ trip, journey hay là travel. Câu này người nói muốn nói với người nghe biết là cái chuyến đi, đơn giản chỉ là chuyến đi của cô ta thôi, đơn giản như vậy thôi, với mục đích gì thôi. Nói đơn giản đó là chuyến đi, thì mình dùng từ trip. Như lúc nãy định nghĩa, trip mô tả chuyến đi, đơn giản chỉ là chuyến đi với mục đích như thế nào. Mục đích là business trip, chuyến đi công vụ, chuyến đi công tác. Cô ta đang trên đường đi công tác. Cô ta đang trên đường đi công tác. Người nghe chỉ hiểu đó là cô ta đang trên đường đi công tác thôi, chuyến đi công tác, đơn giản như vậy thôi, chứ không cần mô tả nhấn mạnh gì thêm. Đó là chuyến đi, mình dùng từ trip. Ví dụ thứ hai, the high speed train will cut the time by 2 hours. Tức nghĩa là cái tàu cao tốc sẽ rút ngắn, cut là rút ngắn thời gian hành trình xuống 2 giờ. Thì ở đây mình dùng từ trip, journey hay là từ travel. Các bạn suy nghĩ thử xem. Và kết quả là từ journey. Ở đây vì sao dùng từ journey? Ở đây mình muốn nhấn mạnh tới cái khoảng thời gian của quá trình đi. Muốn nhấn mạnh vào quá trình đi nó xảy ra khoảng thời gian như thế nào, dài, chậm như thế nào, mình muốn nhấn mạnh. Thì mình dùng từ journey. Nhấn mạnh thời gian sẽ mất bao lâu của cái quá trình đó. Mình dùng từ journey. Ở đây mình có thể dùng từ trip được, vẫn có thể dùng từ trip được nha các bạn. Vẫn có thể dùng từ trip là the high speed train cut will cut the trip time by hour to hours. Nhưng ở đây muốn nhấn mạnh cái quá trình đó, cả một quá trình đó nó kéo dài khoảng thời gian bao lâu và được rút ngắn lại bao lâu, thì mình dùng từ journey. Ở đây vẫn dùng từ trip được. Thì các bạn chú ý khi làm bài thi hoặc là bài kiểm tra thì mình nên chọn những đáp án có ý nhấn mạnh. Ví dụ như ở trên thì mình dùng từ journey để có ý nhấn mạnh thay vì từ trip. Trip vẫn được nhưng mà mình dùng từ journey để nhấn mạnh, bởi vì khi mà người ta ra một bài thi thì người ta xoáy sâu vào những từ có ý nhấn mạnh nha các bạn. Thì mình chọn những ý nhấn mạnh. Sang ví dụ tiếp theo, I'm going to take a month out to round my country. Thì ở đây là mình dùng từ gì? Từ trip, journey hay travel? Các bạn cùng mình suy nghĩ nha. Tôi sẽ làm một chuyến đi trong vòng 1 tháng để đi vòng quanh đất nước. Đại khái là như vậy. Thì ở đây là đáp án là travel. Vì sao? Vì mình muốn nói tới cái hành động đi, đi như thế nào, đi vòng quanh đất nước, đi thôi. Mình muốn truyền đạt tới người nghe hiểu được cái hành động đi, muốn nhấn mạnh tới việc đi, đi như thế nào, di chuyển như thế nào, di chuyển vòng quanh đất nước của tôi. Thì mình dùng từ travel. Ok. Thì mình có nói qua với các bạn cái ngữ nghĩa và cách phân biệt, cách sử dụng của ba từ trip, journey và travel. Các bạn chú ý là nếu như mà ý mình nhấn mạnh như thế nào thì mình dùng từ đó để chính xác. Mình nhắc lại, trip mô tả đơn giản đó là chuyến đi, mục đích chuyến đi như thế nào, đích đến như thế nào, thời gian như thế nào, đơn giản đó là chuyến đi. Còn journey là từ để mô tả một quá trình, ngụ ý mô tả một quá trình
thì nghe, người nghe sẽ hiểu đó là một quá trình đi. Khi nói tới quá trình thì người đi sẽ gặp những gì, trải nghiệm ra làm sao, mất bao lâu thời gian, quãng đường như thế nào, đi bằng đường này đó, bằng phương tiện nào, thì mình dùng từ journey. Chú ý journey là quá trình luôn, nó bao gồm nhiều hành động trong đó, nó mang nghĩa phong phú hơn trip. Còn từ travel, nếu như muốn truyền đạt tới người nghe, chú trọng vào hành động di chuyển. Di chuyển như thế nào, mất bao lâu, ra làm sao, quãng đường như thế nào, chú trọng vào việc di chuyển thì mình dùng từ travel. Ok, cảm ơn các bạn đã xem cái bài học hôm nay. Nếu các bạn thấy thích thì các bạn đăng ký kênh của mình để nhận được những bài học tiếp theo. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.